Hôm nay ngày 23 tháng 8, tại Đà Nẵng, đoàn công tác Bộ Y tế đã tiến hành nghiệm thu kho bảo quản vaccine COVID-19 của quân khu 5 do công ty Dược 34 Cục Hậu cần quản lý. Đoàn đã kiểm tra, đánh giá thực tế việc xây dựng kho, hệ thống hồ sơ, tài liệu quy trình hướng dẫn vận hành kho. Công trình có tổng diện tích gần 700m², được chia thành nhiều khu vực chứa, thiết bị máy móc, vận hành bảo quản vaccine COVID-19. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của quân khu 5 trong quá trình thi công kho chứa vaccine COVID-19, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, đúng với tiêu chuẩn, thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, GSP. Đây là cơ sở để kho bắt đầu tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, cấp phát vaccine cho các địa phương trên địa bàn quân khu trong chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 năm 2021-2022. Trước đó, quân khu 5 đã tổ chức cho tất cả cán bộ, nhân viên kho tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang và Cục Quân y tổ chức. Kết quả 100% được cấp chứng chỉ đào tạo GSP, đồng thời tổ chức vận chuyển thành công trên 10 tấn vật tư y tế và 83.000 liều vaccine AstraZeneca đến các địa phương Đà Nẵng, Phú Yên và Khánh Hòa.